không vay tiền vẫn bị đòi nợ. Chào chị, tôi bên tổ chức tín dụng. Tính tới chiều ngày hôm nay, chị đã nợ lãi suất 2 tháng chưa thanh toán bên tôi. Yêu cầu chị trong chiều nay mới chuyển khoản liền cho tôi. Hôm qua. Gì vậy? Có cái tài khoản lạ bình luận tài khoản của tôi nè. Sao? Mà nó đăng hình của ông với vợ ông, chị Mẫn á. Dương Thị Mẫn với Nguyễn Khoa mượn 20 triệu, không trả bỏ trốn cả tháng nay rồi. Đồng nghiệp, người thân bị bà Ly. Mượn tiền gì để nó đăng tầm bậy tầm bạ trang cộng đồng nè, rồi nó vô trang của tôi nữa rồi. Đây nè, Facebook tôi cũng có đi trang gì nữa nè. Mời tập huấn phòng cháy chữa cháy. Dạ rồi, cái chương trình tập huấn này á, là các hộ dân của mình hộ nào cũng phải tham gia hết. Đây là một cái quy định bắt buộc. Với lại tổ chức tập huấn lần này á, là chương trình rất là chuyên sâu. Không chỉ là những cái cách phòng chống cháy nổ không, mà ngoài ra là còn có những cái cách mà để mình ứng phó thoát nạn trong tình huống nguy hiểm nữa đó chú. Chiêu lừa đảo tinh vi. Dạ con chào chú. Con gửi chú đồ bảo hộ. Với lại đây là giấy mời tham gia tập huấn nha chú. Chuyên cảnh giác 16:40 Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.